Chiều 13 tháng 11, ông Nguyễn Đại Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương đã huy động lực lượng để phong tỏa toàn bộ hiện trường khu vực sạt lở núi, cuốn sạt bức tường nhà, vùi lấp hai mẹ con ở xóm Đồng Đèo, thôn Cần Lương phải nhập viện cấp cứu. Khu vực này thì có 5 hộ có nguy cơ sạt lở, khả năng cao thì có 2 hộ. Thì địa phương cũng đã vận động di dời 2 hộ này tới vị trí an toàn. Địa phương cũng đang là túc trực lực lượng trực 100% khu vực này. Hiện tình hình sức khỏe của người mẹ rất nặng, bị gãy xương sườn, xương vai, dịch tràn phổi, tay trái bị liệt, đang được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đưa vào phòng mổ vào chiều nay. Còn người con trai thì bị đứt dây chằng chân, đã được phẫu thuật, sức khỏe dần bình phục. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 11, mưa lớn khiến đất đá trên núi bất ngờ đổ xuống, vùi lấp cuốn sập bức tường căn nhà của bà Tê ở xóm Đồng Đèo, khiến bà Tê cùng con trai khi đó đang ở bên trong và bị đất đá đè lên. Từ chiều tối 12 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11, các huyện thị xã ở phía bắc của tỉnh Phú Yên ghi nhận mưa lớn với lưu lượng có nơi đo được hơn 250mm, khiến các vùng trũng thấp, tuyến quốc lộ 1A, đường huyết mạch bị ngập lụt, chia cắt. Đêm hôm giờ vợ chồng tôi cũng lo, vợ chồng ông kia cũng lo ghê lắm á, cũng ngủ đụng không. Khoảng 15 giờ cùng ngày 13 tháng 11, người dân và lực lượng vũ trang xã An Nghiệp đã kịp thời ứng cứu trục vớt được 4 người trên ô tô khi lưu thông trên đường từ xã An Nghiệp xuống An Định, huyện Tuy An do bị chết máy giữa điểm ngập. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, tối nay và ngày mai mưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ giảm, nhưng nước trên sông Kỳ Lộ lên trên báo động 2. Do vậy, các địa phương có nguy cơ sạt lở ngập úng cao, tiếp tục vận động người dân di dời và khuyến cáo người dân không được chủ quan với đợt mưa lũ này. Như chúng ta đứng đây là đang bị xảy ra lũ quét cục bộ. Quân sự công an của huyện đã túc trực ngăn cấm tất cả các lực lượng người và phương tiện không cho qua các khu vực để bảo đảm an toàn tính mạng cho người và tài sản.